đầu tiên anh cảm siêu nhân xám, tặng là đất có mùi tanh siêu nhân xanh, tặng là mặt bự chà bá siêu nhân xanh lạ, và cuối cùng chính là mình đó, đẹp trai với làng siêu nhân vàng. Trời ơi, mấy anh siêu nhân ngầu gì đâu luôn á trời. Ước gì một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành siêu nhân để mình đi bảo vệ thế giới, bảo vệ nhân loại bạn ơi. Trời ơi, ngầu gì đâu luôn á. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quơ mới trên kênh YouTube của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với bộ ba bá đạo. Ta-da! Yeah! Ok anh em ơi, thì đã lâu lắm rồi mình chưa ra video về bộ ba bá đạo cho anh em xem, cho nên hôm nay mình quyết định mình sẽ ra thêm một video về bộ ba bá đạo cho anh em xem nha. Và nếu như các bạn muốn mình làm thêm nhiều những video về bộ ba bá đạo thì anh em đừng quên là hãy nhấn nút like video này thật là nhiều để cho video này đạt đến được 10.000 like luôn cho anh em, thì mình sẽ làm tiếp về những video bộ ba bá đạo cho anh em. Đúng rồi các bạn ơi, hồi nãy á, mình đang ngồi coi phim siêu nhân các bạn ơi, thì trong đây nè mình thấy là có mấy anh siêu nhân cực kỳ ngầu luôn. Ước gì một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành siêu nhân ha. Cái gì anh dịch? Ủa cái gì mà anh dịch lên làng không sao vậy? Ủa gì vậy? Thằng nào chơi mất dạy nó cho cái bánh to mấy chuối ra chứ cười nhanh nè. Trời. Ủa đằng trước nhà anh dịch nó có cái quả gì mà to đùng vậy? Ủa trời mấy bạn ơi, tự nhiên không mình đang ngồi trong nhà, cái mình nghe một cái tiếng nổ to ơi là to luôn, và sau đó là anh dịch ảnh la lên quá trời luôn. Ủa cái tiếng đó là tiếng gì vậy ta mà cái gì vậy? Trời ơi tưởng là sốt cà chua, trời ơi đâu xanh anh nhảy xuống cái cái trời ơi các bạn ơi. Ôi Timmy bà coi nè, bên nhà anh dịch mới có một cái cục gì mà to đùng này, nó nằm ở trước nhà anh dịch nè. Ủa mà anh dịch đây cái quả này nó ở đâu ra vậy? Anh dịch chắc là mấy thằng nhóc bên trường cái trường học á, nó đá banh làm sao nó trọi qua bên này luôn rồi lõm luôn cái sân, mà sao nó đá quả banh bự vậy? Anh tào lao, cái trái banh này nó to đùng y như cái ngôi nhà kiểu này thì đứa nào mà đá nổi. Em nghi cái này là một cái gì đó, hình như là một cái gì rất là bí ẩn anh ơi. Ủa mà anh thấy cái này, anh thấy cái này nó rơi từ đâu xuống? Trời ơi, nó rơi từ đâu xuống, nó rơi từ trên trời xuống mà nó rơi đâu, rơi đúng trước cửa nhà anh ta trời. Rơi từ trên trời xuống. Mấy bạn ơi, mình đang nghi lắm nha, hình như cái này là quả cầu thiên thạch anh em ơi. Cái này mình nghĩ là một cái quả thiên thạch ở trên hành tinh nó rơi xuống dưới đây nè, rơi xuống trái đất mấy bạn ơi. Ồ, nhìn coi bộ ngầu quá nha. Ui nhưng mà mấy bạn ơi, mình đang nghi lắm nha, nhiều khi là cái quả thiên thạch này là bên trong nó có thể là sẽ có cái gì bên trong á các bạn ơi. Ok để mình qua mình hỏi anh dịch mới được. Anh dịch đây, cho em mượn cái búa nha. Yên tâm, anh yên tâm đi, em lúc nào cũng rất là có trách nhiệm, em không bao giờ làm hư nhà anh đâu, yên tâm. Em xin lỗi dịch. Ok để em đập nó ra thử nha. Trời cái gì chứ mấy cái này dễ mà, mình đào tí là mình ra thôi. Ủa các bạn ơi, mình đang nghi lắm nha, nhiều khi trong đây nó sẽ có chứa được, trong đây là kho báu nè, hoặc là vàng bạc đá quý gì đó các bạn ơi. Nếu như mà có thiệt ha thì mình giàu chắc luôn á. Ui có kim cương kìa, Timmy có kim cương kìa. Trời ơi trời, Timmy nẻ nước đó bạn ơi. Ok từ để tôi đập thêm cái này ra nữa. Trời ơi bình tĩnh chứ, thấy kim cương cái là tấm tướp à. Để tôi đập nó ra nữa là chúng ta xem coi bên trong có gì nha. Chưa gì mình thấy có kim cương rồi các bạn ơi, xịn nha. Ok rồi bây giờ mình lấy thêm một cái cục gì đó để mình đặt lóc mình đi qua. Thôi đập cái cục này ra đi. Rồi đập cái cục cầu thang nè. Đó ok để vào đây rồi, đi qua thử. Ui anh Dịch ơi, anh Dịch vô đây anh coi nè. Ui trong đây em thấy nó đẹp quá anh ơi, có quá trời trứng rồng luôn nè. Trời ơi kiểu này là mình đem đi mình làm trứng ốp la ăn sướng luôn á. Trứng rồng này là trứng này rất là quý nè, mang đi bán cho viện khỏi của học là giàu luôn, khỏi phải làm YouTuber luôn. Ừ đúng rồi, trứng này mà cái này hình như là trứng của mấy con rồng á, mà bán cho mấy ông khoa học á là mấy ổng gọi là trả mình rất là nhiều tiền luôn anh. Anh biết rồi. Ôi, biết tại gì anh đẹp trai quá thế là bên ngoài vũ trụ người ta rụng trứng ở trước cửa nhà anh. Tào lao rụng trứng đồ nữa chứ. Ủa mà khoan để em xem coi là con cái gì nữa. Thôi hốt về thôi khoan từ để em xem ở trong đây còn gì nữa là Dịch ơi. Ủa cái này là cái gì vậy ta? Ủa có mấy cái vòng gì ở chỗ này giống mấy cái chiếc nhẫn hay là cái vòng tay gì nè Dịch ơi. Đâu đây em lấy thử cái coi. Ủa cái này là cái gì đây? Đâu đây em đọc cái tên nó coi. Siêu nhân xanh hả? Cái gì? Dòng siêu nhân á? Ủa dòng siêu nhân á? Ơi đâu dịch anh dịch với Timmy thử lấy cái coi. Thử lấy cái coi. Dịch lấy cái coi. Ra ngoài đây review dịch ơi, ra ngoài đây. Không lên mấy quả trứng hả? Không, mấy quả trứng bỏ đi. Em mới xem phim siêu nhân xong em thấy có cái dòng siêu nhân là em thấy vui quá, từ từ để em xem coi. Ở đây là em có cái dòng màu xanh dương nè, là dòng của em nè. Dịch thì dịch được cái dòng màu vàng. Đó, dòng màu vàng. Còn Timmy là được cái vòng màu hồng hả? Trời, ui, nó trùng màu với ba anh em mình luôn anh ơi. Ui, nhưng mà mấy cái vòng mà nhìn trông nó cùi lắm, sao không phải là vòng siêu nhân được rồi, nhìn nó cùi lắm. Cùi mà cùi, em nghi lắm nha. Trong cái thiên thạch này nó gửi xuống trái đất những cái dòng siêu nhân này, chắc là người ta đang đi kiếm những siêu anh hùng, những người mạnh mẽ nhất để người ta trao cho những cái dòng siêu nhân này anh. Em nghĩ rằng ba đứa mình chính là những người được chọn rồi đó. Ba đứa mình sẽ trở thành siêu nhân. Đúng rồi. Cái dòng tao kể chuyện kim cương gì đâu, tao kể chuyện gì mà bây giờ thì thôi, mọi người không tin đâu. Để em đeo vô trước cho mọi người xem. Ok, em sẽ đeo thử cái dòng này vô nha. Ok, đội để em coi coi cái này có đội đầu được không? Không đội đầu được. Ôi, cái này mình mang vô trong người được nè. Ok, em đã mang vô rồi. Bây giờ em sẽ thử biến thành siêu nhân cho anh xem nè. Ôi, siêu nhân biến hình. Siêu nhân biến hình. Ủa kỳ ta sao không biến hình được ta? Ủa kỳ vậy? Ủa vậy ta sao? Ủa sao em biến thành siêu nhân rồi mà không được ta? Ủa kỳ vậy? Ôi. Trời, cái gì vậy? Trời mấy bạn ơi. Mình chạy cực kỳ nhanh luôn bạn ơi. Chẳng lẽ cái dòng này nó giúp cho mình có thêm sức mạnh ta? Hay nha. Em hiểu rồi Dịch ơi. Vậy có nghĩa là cái dòng này á, nó chỉ giúp cho mình thêm sức mạnh thôi, còn bộ đồ là bọn mình sẽ tự chế tạo sau. Thôi để em thử nha. Nè mọi người coi em nè. Giờ em sẽ thử cái dòng của em cho mọi người xem. Ui, chạy cực kỳ nhanh luôn bạn ơi. Trời ơi, nhảy qua trường học luôn. Ui. Wow, nhảy từ nóc nhà này qua bên cái nóc nhà khác luôn bạn ơi. Trời ơi, xịn chưa, coi mình nè. Đó, nhảy nóc nhà này qua nhà Camui luôn nè. Đó, rồi. Nhảy bên kia luôn. Đó, nhảy lên cây nè. Đó, nhảy qua nhà bên đây. Đó, trời ơi, nhảy lên trên nhà của Hero của Gaming House của Hero Team luôn, nhảy lên đây luôn. Trời ơi. Mấy bạn ơi, cái dòng này mạnh quá à. Xịn cực kỳ luôn nha. Sức mạnh của mình là sức mạnh chạy nhanh đó bạn ơi. Không biết nó có thêm sức mạnh gì khác nữa không ta. Đây bạn coi mình là mình chạy cực kỳ nhanh luôn nè. Thằng Phong nó chạy mà tôi tưởng tượng nó như là Spider-Man á không? Đúng rồi. Người ta tên là The Flash. Đúng rồi, chạy nhanh như The Flash luôn. Ui nhưng mà chạy cực kỳ nhanh luôn nha mọi người coi nè. Đó, về một giây thôi nè. Trời ơi, xịn quá Dịch ơi. Ôi mấy bạn ơi, vậy là mình biến thành siêu nhân thiệt rồi nè. Mình sẽ trở thành siêu nhân. Mà khoan, từ từ. Bây giờ mình sẽ kể nó ra nha, để mình xem coi. Xem coi là tới lượt anh Dịch để mình coi coi anh Dịch là sức mạnh gì nha. Ok, anh Dịch ơi. Bây giờ anh biết rồi. Em mà có sức mạnh của The Flash thì đến lượt anh màu vàng là em có sức mạnh của Superman. Superman hả? Đâu anh thử mang vô coi anh có được cái sức mạnh gì không? Mang chỗ nào, mang gạt vô chỗ nào, chỉ có anh đeo trong cái áo á, là giống như kiểu mình đeo vô cái bụng của mình á, kiểu vậy á. Rồi, sức mạnh của Superman. Ôi cái gì? Trời ơi mấy bạn ơi, anh Dịch biến thành người khổng lồ rồi. Trời ơi, to vậy. Từ từ Dịch tới. Ôi bạn ơi, bạn coi kìa. Trời ơi, giờ đây anh đừng nhảy nữa, anh nhảy một tí nữa là anh đè bẹp con em luôn bây giờ. Cái chân của anh nó bự hơn em. Rồi em đi bình thường mà nè, anh đi bình thường nè, đi bình thường. Đó, đi bình thường. Trời ơi, cái chân đạp em bây giờ, Ôi từ từ anh ta thả, trời má nó bự quá. Trời ơi. Ôi, chiếc vòng của anh Dịch chính là chiếc vòng giúp cho biến thành người khổng lồ bạn ơi. Là vậy là anh Dịch sẽ có sức mạnh của người khổng lồ. Wow, xịn dữ vậy ta. Ui cái dòng của anh Dịch xịn quá. Coi biến hình nè. Coi anh cao đến tầng mấy của Gaming House. Trời, em nghi là anh Đấy, anh đứng cạnh này, em đếm xem anh cao đến tầng mấy nha. Em nghi là anh cao gần bằng cái Gaming House của mình luôn á. Đâu anh thử biến coi. Từ đây này là 3 2 1. Biến hình, biến hình. Ui, cao đến tầng 4 luôn anh ơi. Trời ơi. Cao dữ vậy. Trời ơi mấy bạn ơi. Ôi cảnh tượng này lần đầu tiên mình mới thấy luôn á. Anh Dịch siêu to khổng lồ bạn ơi. Ôi ok thôi được rồi. Vậy đây. Vậy là coi như là chúng ta đã biết được sức mạnh của anh Dịch chính là sức mạnh gì rồi. Ok, chắc có lẽ trong thời gian sắp tới bọn mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái sức mạnh khác mạnh hơn nha bạn. Bọn mình chưa biết cách sử dụng cái đồng hồ này. Ok, rồi bây giờ tới lượt Timmy coi. Timmy thử sử dụng cái đồng hồ của Timmy coi. Trời ơi, Timmy đeo đồng hồ vô cái Timmy biến thành heo. Mọi người ơi, có khi nào Timmy đeo đồng hồ vậy xong Timmy biến thành con heo luôn? Không, tôi cái công dụng của cái này rồi nè. Nè Timmy, tôi nói nè, bây giờ bà đeo đồng hồ vô, bà phải la lên biến hình thì bà mới biến được nghe chưa? Ok, bây giờ tôi sẽ đeo vô nè, đeo vô. Ủa vậy đây, con Timmy đâu biến mất tiêu rồi anh? Ủa Timmy đâu mất tiêu rồi? Ủa vậy đây, Timmy đâu mất tiêu rồi? Ủa? Đây nè, dưới chân ông nhìn xuống. Đâu thấy gì đâu? Ôi, đây, đây tôi. Anh về đây con Timmy nó nhỏ thành con kiến luôn anh ơi. Coi. Timmy yếu đuối. Đứng đây đi. Tôi nè, tôi nè. Đó, trời ơi, chả mấy khi mà Timmy nó biến thành cái thước bạn thử siêu anh hùng, nó biến thành tí hon này. Chô nó luôn em. Chô nó luôn cho thủ em. Cứu tôi. Trời ơi các bạn, anh dịch ác quá, anh dịch chôn Timmy luôn các bạn ơi. Ôi mà khoan, ôi về Timmy gọi là không mạnh rồi. Timmy được biến thành người tí hon thì làm sao mà Timmy mạnh được? Chắc là Timmy sẽ yếu xìu à. Trời ơi. Dịch ơi bình tĩnh, trời bạn ơi. Một người thì biến thành người khổng lồ, còn một người thì biến thành tí hon bạn ơi. Trời gì đâu kỳ vậy. Đâu bây giờ thử coi. Bây giờ Timmy với anh dịch thử chiến đấu coi coi người nào chiến thắng. Timmy thử đấm anh dịch cái coi. Đấm lại, uống lộ mày. Đấm hộ. Cái gì? Ôi trời mẹ ơi, cái gì vậy? Con Timmy nó chỉ cần đấm anh dịch một cái thôi là anh dịch chết queo luôn bạn ơi. What the hell? Gì anh? Nghĩ là mấy thằng thiết kế mấy cái đồng hồ siêu nhân này nó có vấn đề về não rồi. Nó cho ăn người ăn bự vậy mà sao đấm cái chết queo rồi. Ủa sao mà Timmy đấm anh con cái anh chết queo luôn vậy? Ok vậy. Nghe nó phản vật lý, phản khoa học, phản tất cả mọi thứ. Trên đời này đúng không? Ok đợi em xíu. Trời mọi người ơi, mình thấy cái này hay nha, Mặc dù Timmy đã biến thành nhỏ, anh dịch có thể tránh ra chỗ khác cho em đi được không anh? Anh chặn đường em xem đi được. Ở chỗ khác. Ôi bạn ơi, mặc dù là Timmy đã biến thành người rất là nhỏ luôn, nhưng mà Timmy lại có sức mạnh cực kỳ mạnh luôn bạn ơi. Ok đâu để mình thử về nhà mình lấy mấy cái trứng của mấy con quái vật cho Timmy quýnh vào nó thử coi. Ok, ở trứng quái vật đâu? Ở đây. À đây. Đây có rất là nhiều trứng quái vật ở đây các bạn ơi. Timmy qua đây. Đây nè. Bây giờ tôi sẽ cho Timmy đấu với một con quái vật gọi là cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ kinh dị, chịu không? Ok. Chơi. Nè, quýnh nó đi. Thấy không? Một con heo rất là mạnh mẽ. Ôi trời, đấm phát chết con heo luôn bạn ơi. Trời ơi, Timmy nó nhỏ xíu mà sao nó mạnh dữ vậy ta. Ok, Timmy ơi, bạn có thể qua bên đây được không? Cho mình thấy, mình nhìn thấy bạn được không? Tại bạn nhỏ quá mình không thấy bạn đâu luôn á. Ôi Timmy chút ác rồi bạn ơi. Timmy cái chút ác rồi bạn ơi. Trời nhìn nè. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử đặt một con quái vật người đá rồi coi. Đó. Timmy quýnh đó Timmy. Mày đi nha mày. Đây rồi. Chết luôn. Trời ơi. Chết luôn các bạn ơi, mạnh dữ vậy. Ok, thử lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Từ từ chứ tôi hồi sinh tôi mới thấy được chứ. Đặt lại đi. Thôi tôi đặt rất là nhiều rồi. Timmy quýnh nó đi. Nó đánh tôi. Trời, Timmy nó quýnh con nào là chết con đó luôn các bạn ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, Timmy mạnh quá mấy bạn ơi. Thôi được rồi Timmy, bà kể cái dòng đi, tôi không thấy bà đâu luôn á. Kể dòng đó, kể dòng. Thấy rồi. Còn anh dịch đâu? Anh dịch đây. Anh dịch. Gì? Qua bên đây anh. Không, anh không qua đâu. Sao vậy? Đứng bên nhà Timmy em nhìn nào. Anh đừng có nói là Timmy bởi nhà Timmy. Tao đạp nát cái nhà luôn, đánh không lại người là mình. Bởi nhà Timmy giờ anh Timmy đấm anh cái là anh chết giờ. Anh để cho lóng cái nhà rồi, Timmy. Ok bạn ơi, thì hôm nay nữa bạn ơi, mình cùng với anh dịch cùng với Timmy, bọn mình đã kiếm ra được những cái sức mạnh rất là mạnh mấy bạn ơi. Trong đó là có sức mạnh gọi là chạy nhanh nè, nhảy cao nè. Và Timmy thì có sức mạnh gọi là biến thành nhỏ xíu nhưng mà cực kỳ mạnh luôn. Còn anh dịch thì có sức mạnh là biến cho người anh dịch siêu to khổng lồ luôn bạn ơi. Bạn coi kìa, anh dịch đang dậm lên trên nhà của Timmy kìa. Tí nữa bởi nhà Timmy luôn quá. Ok. Timmy. Thôi được rồi dịch ơi. Ok bạn ơi, và sắp tới này bọn mình nghĩ rằng bọn mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái sức mạnh khác của cái gọi là đồng hồ siêu nhân này nữa. Thì mấy bạn nào mà muốn bọn mình tiếp tục làm thêm những cái video về đồng hồ siêu nhân thì các bạn đừng quên là hãy bình luận lại cho mình biết nha, và giúp cho video này đạt được 10.000 like nha các bạn. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em phải nồi. À không, mình phải nói là bye bye biệt đội siêu nhân bộ ba bá đạo, yêu anh em phải nồi. Bye bye.